Thưa quý vị, người Việt quan niệm năm mới mọi thứ sạch sẽ, tươi sáng thì cả năm sẽ hanh thông, nên quét dọn chỉnh trang từ trong ra ngoài cũng là một phong tục của Tết cổ truyền. Với từng địa phương, việc quét dọn chỉnh trang để đón Tết được nhận diện rõ nét qua các tuyến đường được chăm chút trang trí cầu kỳ hơn, nhiều sắc màu hơn. Tại thành phố Bà Rịa, thời điểm này, công ty cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa đã hoàn tất những khâu trang trí cuối cùng và tổng dọn vệ sinh khu vực trung tâm thành phố. Điểm nhấn của thành phố Bà Rịa trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 là đường hoa Phạm Văn Đồng, quảng trường công viên Bà Rịa và công viên Lê Thành Duy. Đường hoa muôn sắc kết hợp với đèn pha tạo hiệu ứng ánh sáng, tạo không gian vô cùng lung linh huyền ảo về đêm. Chủ đề của đường hoa là Xuân Bình Minh với thông điệp Xuân mới mang đến cho người dân năng lượng tích cực lạc quan và xua đi u ám, phiền muộn, âu lo từ một năm đầy khó khăn do dịch bệnh. Đường hoa này là một món quà tinh thần gửi đến toàn thể dân nhân dân thành phố Bà Rịa. Thì bình minh là một cái thời khắc tỏ rạng cho một ngày mới. Thì mong muốn một ngày mỗi người đều có một cái sức sống mới rạng rỡ hơn, khỏe mạnh hơn và thích ứng phù hợp với cái an toàn dịch bệnh cũng như là phát triển kinh tế an dân. Tại huyện Xuyên Mộc, việc chỉnh trang được triển khai từ cuối tháng 12 năm 2021 và hoàn tất cả tuần nay để người dân trên địa bàn có thể tận hưởng không khí Tết sớm hơn. Trung tâm thị trấn Phước Bửu, quanh khu vực bờ hồ, dọc theo các trục đường chính của huyện, cây xanh, hoa cảnh được cắt tỉa công phu, trang hoàng lộng lẫy. Điểm nhấn trong chỉnh trang đô thị tại Xuyên Mộc năm nay vẫn là công viên bờ hồ thị trấn Phước Bửu. Với chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy, bên cạnh những tiểu cảnh mô phỏng ngôi nhà tranh gần gũi ở thôn quê và các mô phỏng xoay quanh chủ đề Tết yêu thương sum vầy, trung tâm công viên bờ hồ có đại cảnh tạo hình gia đình nhà hổ gồm 13 con hổ, tượng trưng cho 13 xã thị trấn của huyện Xuyên Mộc. Do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài thì có nhiều cái hoạt động vui chơi đón Tết cũng rất là hạn chế. Chính vì điều đó cho nên huyện ủy ban cũng đã cố gắng tập trung để chỉnh trang, tạo một cái không khí vui tươi, phấn khởi đó cho bà con có một cái cảnh quan để đón Tết. Tại thành phố Vũng Tàu, không khí Tết cũng lan tỏa sớm bằng những tiểu cảnh đại cảnh được tạo dựng trang trí công phu ở khu công viên Quang Trung, Ba Cu, Hạ Long, công viên Bãi Trước, quảng trường Trưng Dương, công viên Mũi Nghinh Phong. Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên hội hoa xuân năm nay, thành phố Vũng Tàu không tổ chức. Nhưng thay vào đó, hàng ngàn chậu hoa cây cảnh với nhiều màu sắc rực rỡ được tạo hình đa dạng và có khoảng cách để người dân du khách thưởng ngoạn trong dịp Tết nhưng vẫn đảm bảo giãn cách phòng dịch. Năm nay thì thành phố không tổ chức hội hoa xuân nhưng vẫn tổ chức trang trí các khu vực không gian công cộng, khu vực mà có thu hút nhiều người dân và du khách đến mỗi dịp Tết đến xuân về, và trên các tuyến trục chính đô thị từ cầu Gò Mây dẫn vào thành phố để người dân và du khách vẫn cảm nhận được cái không khí, cái sắc xuân đang tràn về trên thành phố biển, tạo khí thế mới cho một năm mới hứa hẹn là vẫn còn thách thức nhưng mà sẽ thành công. Các tuyến đường trung tâm huyện, thị thành và cả xã phường thị trấn từng địa phương trên địa bàn tỉnh giờ đã khoác lên chiếc áo mới rực rỡ sắc màu, làm cho không khí xuân thêm rộn ràng. Không có pháo hoa, lễ hội đông người, việc chỉnh trang làm đẹp cảnh quan môi trường càng được tất cả địa phương trong tỉnh chăm chút để tạo sinh khí vui tươi cho người dân đón Tết cổ truyền, cũng là đón năm mới thêm lạc quan hy vọng vào những điều tốt đẹp.